Ok, hôm lên em. Hôm nay thì chúng ta lại chơi con game mới. Thời tiết nắng nóng quá nên chúng ta chơi con game nào thư giãn thoải mái một tí. Game này là game nông trại nha. Twitch of Famland. Chúng ta lướt qua cái trang trang phép. Chúng ta sẽ nhập vai vào một cái người phù thủy nào đó. Gặp một tai nạn và lạc đến một cái hòn đảo. Sau đó thì cứ là một con game nông trại. Game này thì tôi vô thử một tí rồi. Đưa cho thằng đệ nó chơi, nó cũng thấy cũng ổn áp đó. Đồ họa con này thì tương đối đẹp, tương đối nha, chứ thực ra là không quá đẹp. Nó vẫn là cái phong cách low poly với một chút mà cách điệu đi vô. Animation con game này cũng rất là cứng nữa. Đó anh em nhìn cái tư thế nhảy á. Tư thế nhảy đó là lấy trên mà Massimo đó. Là một phù thủy nên chúng ta trong cái biển nông trại á, chúng ta có thể dùng thuốc nè. Có thể bay lượn rất là thoải mái luôn nè. Cũng có thể sử dụng mấy cái dụng cụ ma pháp hay là rất nhiều cái thứ gì đó. Game này thuộc thể loại nông trại nha, chứ không phải là hành động chiến đấu gì cả, nên anh em sẽ có cảm giác mà thư giãn chiêu chiêu rất là nhiều trong cái thành phố này luôn. Đây. Video lần trước thì tôi mới mà trao cái phần quà giveaway mà quay cho anh em mày. Lần này thì cũng có nhà tài trợ mới nên cũng mở cái giveaway mà quay cho anh em luôn. Anh em cứ lên kênh tôi là thấy cái video đó thôi. Này, cái video lần trước. Cái video giải đố lần trước nè. Thì tôi cũng là mới trao giải giveaway quay cho anh em. Thì đến video lần này, anh em tham gia thì bấm vào đây. Ngay xuống ở dưới cái phần mô tả có tặng game hàng tuần nè. Bấm vô, rồi điền cái form cái là tham gia. Lần này thì tôi giveaway quay con game mới. Game thủ thành CD2.Master. Là cái con tôi cũng chơi trên kênh rồi nè, mới chơi gần đây thôi. Thì nhà tài trợ họ cũng tài trợ cho một vài cái key game, một key game chứ không phải một vài, nên tôi cũng đem giúp quay luôn đó. Game này CD2.Master, anh em nào tham gia thì cứ bấm vào cái link ở phần mô tả. FPS nên đẹp. Cái link ở phần mô tả là cái link này nè đó, tặng game bản quyền. Anh em bấm vô thì nó ra cái form như thế này. Cái giúp quay nào tôi đang mở thì có cái chữ tham gia, anh em cứ bấm vào tham gia là xong. Anh em nào xem YouTube á, thì điền cái link YouTube, còn anh em xài cái link nào á thì cứ điền cái vô bấm cái là thôi, mà mất nó khoảng là 5 giây là cùng. Mới chế tấm ảnh cho anh em tham gia luôn đó, đã không? Giveaway lần này chắc chắn là trúng nha, anh em cứ hy vọng đi. Tôi cũng tham gia từ đầu đến cuối cho những cái giveaway của mình mà chưa trúng lần nào nữa. Rồi hôm nay chúng ta vô game. Này buổi trưa cũng khá là nóng nên chắc là đánh nhanh rút gọn. Ghi đôm game nha, hình như là chung nhà phát hành với con game hôm qua hôm kia vừa tôi chơi luôn á. Game giải đố. Mấy cái hãng indie nho nhỏ tụi mình á thì chơi rất là thú vị. Và gao à, cái phong cách mà lót đêm game cũng khá đẹp ha. Tiếng nó nho nhỏ sao? Cái này tôi chỉnh thời đó lâu dữ rồi. New game option. Chúng tôi rất vui vì bạn đã tham gia cùng chúng tôi. Trước khi bắt đầu chơi nên nhớ cái mà hệ thống xếp xếp tầng đấy. Nên nhớ cái chủ đề chính của trò chơi này là cái livestream nha. Cái hệ thống xếp nó chỉ xếp khi mà mình đi ngủ thôi, nên chưa có ngủ á thì chưa có thể xếp được đâu. Rồi ok. Trời mưa gió giông bão ở ngoài một cái vùng biển nào đó. Thời tiết nóng nực như thế này mà trời mưa cái phát là đúng khỏe luôn nha. Cái gì đó, con chim ấy gì? À, phù thủy đang cưỡi chổi. Rồi, mất tay lái rồi. Rồi, giết phù thủy luôn. Hồi nãy trong cái đoạn trailer là tôi thấy có con mèo nữa. Sao điên thui luôn người ta. Đây chúng ta chơi dạng lên cái hòn đảo nào. Mở cái tôi lịch, cái gì tra từ điển cho nó nhanh tí. Cái dấu chữ thập đỏ này hình như là cái trạm xá chẳng hạn, bệnh viện.
Có hai người rồi, một em người như cán bộ mang đôi giày cao gót dài một tấc luôn á. Bên kia cô ấy đang thức dậy rồi. Mình là một cái phù thủy đang bay đấy đó. Cô ấy vẫn ổn chứ? Sao mà không có tiếng tâm gì luôn ta? Chỉ số huyết áp và nhịp tim trong nước bình thường nên cô ấy sẽ hồi phục sớm thôi. Từ thôi, đừng có di chuyển gấp. Sao mà không có audio gì hết vậy? Rồi. Không chỉ mà có thể cử động được mà cô ấy còn đủ khỏe để nói chuyện với chúng ta nữa. Tôi nhìn chúng tôi tìm thấy cô đang bất tỉnh trên cái bãi biển. Để tôi dùng cái tool dịch cho nó nhanh. Trời ơi, dịch bằng tay bằng mắt nó đau đầu lắm. Tôi không chạy anh em ơi. Thôi dịch bằng tay vậy. Chúng tôi tìm thấy cô bất tỉnh trên bãi biển trông giống như là đã bị trôi dạt vào bờ. Sau đó thì giúp đưa mình đến đây để hồi phục. Nơi này là đâu? Đây là cái bệnh viện của thị trấn Ba Gao hả? Ba Gao là cái tên bản chỉ đường hồi nãy lúc ở cái màn hình load game anh em thấy cái chữ Ba Gao em đó. Ba Gao là thị trấn, một cái thị trấn của cái hòn đảo Phen này. Gọi là đảo Phen đi ha. Bây giờ em là Miguga là cái em dược sĩ nè, đang hỏi mình đến đây bằng cách nào. Tôi nhớ thì tôi bị kẹt trong một cơn bão trong lúc mà đang bay qua cái bãi biển đó. Tôi đã bảo cô ấy là một cái phù thủy mà. Bạn vẫn là một cái phù thủy đang học việc đúng không? Làm thế nào mà bạn biết? Bởi vì bay qua một cái bãi biển thì rất bay bay qua biển thì đó là một công việc rất nguy hiểm nên là rồi mình vẫn còn trẻ nên thiếu kinh nghiệm nên rất là liều lĩnh trong cái việc bay qua giữa biển đó nên em này nghe mình nói là biết mình là một phù thủy nhưng mà vẫn đang tập sự thôi, chắc là phát hiện ra cái chổi hay là cái nón gì nữa đó. Em này mới vô mà thổi nhiều quá ha. Bạn còn trẻ và vẫn đang là một cái phù thủy đang học việc rất là nhiều. Đầu mùa xuân thì có rất nhiều phù thủy ra ngoài thế giới để tìm một nơi thích hợp cho mình, đúng hay không? Sao em sao mà dân làng ở đây họ biết về phù thủy nhiều chứ gì? Tôi không biết đó là số phận đưa đẩy hay là may mắn nữa, nhưng chúng tôi đã hy vọng một ngày nào đó sẽ có phù thủy đặt chân đến hòn đảo của mình. À, tức là hai em này á đã tìm hiểu về phù thủy từ rất nhiều giờ trước rồi nên một lúc nào đó vẫn hy vọng là sẽ có một cái phù thủy đến hòn đảo này nên đã tìm hiểu rất là nhiều thông tin nên thành ra thấy mình bây giờ cũng rất là thú vị rồi đó. Ngon rồi, tôi cần suy nghĩ một số điều và nghỉ ngơi tí đã. Rồi tôi ngủ là đủ rồi bây giờ. Nên nghỉ ngơi thôi. Bây giờ thì mình cần phải đến cái mà Gitgo này. Gitgo này là cái gì ta? Một cái tên danh từ địa phương nào đó. Rồi đó là nơi mình sống trong tương lai. Mình đã có cái chìa khóa chưa? Đây là cái căn nhà đó dành cho mình luôn. Rồi, đó là một cái căn nhà dành cho phù thủy. Đã chuẩn bị sẵn cái giường. Tốt hơn nên nghỉ ngơi ở đó còn hơn là nằm ở bệnh viện này. Căn nhà của tôi tại sao? Chìa khóa là một cái công cụ phép thuật hả? Tôi có thể sử dụng phép thuật được nhưng đừng có dùng nó bây giờ. Cũng không thể dùng được cái phép teleport đâu. Đã nói về nghỉ ngơi rồi mà, đừng có cố gắng quá sức nữa. Rồi. Bây giờ hai em này sẽ đưa mình đến một cái nhà của phù thủy trên hòn đảo này luôn. Trời ơi, giờ mới có cái audio lên nè. Nguyên cái đoạn nói chuyện đầu game á, tốt nhất là nên lồng một tiếng nhạc đầu vô hoặc là những rất là nhiều cái clip vô, như là một cái vài cái mà cảm xúc cái lời nói đâu cũng được. Sao mà để im ghe nguyên một cái đoạn ban đầu? Cái đó là một trong số những khuyết điểm. Anh em thấy mà anh em nhập cư lên cái hòn đảo mà tự nhiên cấp được cho nguyên căn nhà bất động sản view biển rồi luôn nha, view sông view hồ rồi luôn á, xung quanh rừng cây đó mình nhiếm kìa. Mèo mèo đen
Nhắc đến phù thủy thì anh em sẽ biết đến một là mèo đen còn hai đầu quạ. Trong mà văn hóa dân gian ở mấy đất nước bên phương Tây á, mèo đen có thể là rất là may mắn, cũng có thể là xui củi nữa, thì một số quốc gia họ nhìn nhận thôi. Nhưng mà nhắc đến phù thủy thì phải nhắc đến mèo đen nè. Cái ngôi nhà này có vẻ rất là hoang tàn á. Mèo kêu kìa. Mèo. Cái đuôi nó vừa bị gãy vậy. Con quỷ này phá mày. Mắt không chớp luôn. Tóc xanh, tóc đỏ, mắt xanh chứ. Con mèo nó mới xô cái đó xuống để mình đánh thức chị. Ngủ mà vẫn mang giày á. Sao đổ bóng cái phần quần mà như nó đen vậy trời. Khó nha. Đây, cô ấy đã thứ chị rồi. Bây giờ mình có hai thông tin mới về một cái nhân viên y tá với một cái nhân viên nào đó. Tôi vẫn đang mơ à, con mèo đang nói chuyện với tôi à. Bạn, mày không phải là một con mèo bình thường đúng không? Bạn là phù thủy rồi, bạn cũng biết cái vấn đề này đó. Rồi, vỗ tay 10 điểm cho cô gái. Mình đã đoán đúng rồi, con mèo này có gì đó bất thường ở đây. Rồi, con mèo này nó đang nói chuyện với mình thôi. Con mèo này nó tồn tại trong cái cơ thể con mèo này, cái ý thức tồn tại trong cơ thể con mèo này rất một thời gian rất là lâu rồi, vài tháng, vài ngày, vài năm gì rồi, thậm chí là có thể vài năm luôn. Lúc đó thì con mèo nó vẫn chưa mà biết bản thân nó có thể là có một cái linh hồn nào đó chẳng hạn, chứ không đơn thuần là con mèo. Bây giờ thì khi mà nó gặp mình bất tỉnh đó, thì nó mới đầu thức tỉnh được cái bản năng con người của nó lên. Đó, mình đang trông thấy một cái vết bứt ở trên mình con mèo, đó là một cái lời nguyền đúng không? Bằng cách nào đó thì mình đã hòa hợp với bạn đã hòa hợp với cái hòn đảo rất là nhiều rồi, nhưng mà không thể tiết lộ thêm nhiều. Nó giống như một thứ cái ma thuật khác ám đang nghiền lên con mèo này. Thì bạn nói là tôi đang bị kẹt ở hòn đảo này à? Đừng có lo gì điều đó, bất kỳ phép thuật nào thì cũng có thể bị phá vỡ thôi. Nên rồi, tốt hơn là mình nên hoàn thành cái quá trình rèn luyện hành phù thủy của mình đã. Mình còn phải liên hệ với cái phù thủy đó. Rồi, con mèo này mình cần phải liên lạc về cái trụ sở phù thủy của mình để báo cáo cái việc này đó. Nên con mèo này nó gợi ý cho mình để đi tìm cái quả cầu pha lê. Sao mà mới vô trò chuyện nhiều cái gì chưa vô game đây nữa. Con mèo này quên cái tên luôn, nên cũng mất luôn cái sức mạnh. Thường những con vật đặt tên được nhớ tên mình đó, nó mới có được cái sức mạnh của nó. Thì đúng là trong mấy cái tiểu thuyết hay là chiến tranh này đúng như vậy. Rồi, tôi sẽ gọi bạn là con mèo. Rồi, di chuyển nút A D cái này thì ai cũng biết rồi. Cái này nấm mọc trong nhà luôn vậy trời. E là để di chuyển mấy cái vật thể nè, nhấn nút mà R để đầu canh đúng cái vị trí, chuột phải để xây, ok luôn. Cái nhà thì đầy mạng nhện rất là lộn xộn nên mình phải dọn dẹp nó chứ đã. Rồi ok, bắt đầu dọn dẹp. Cũng mình cũng có thể trang trí bằng cách mà xây dựng thêm một số cái mà cái này gọi là cái gì ta, bên thiết kế nội thất, trang bị nội thất cho cái thành phố này. Rồi bây giờ bắt đầu dọn dẹp nhà cửa thôi. Làm phù thủy mà đúng mệt luôn, mình là bệnh nhân nha. Tương tác bằng cánh nhấp chuột trái, sau đó thu nhập vật phẩm thì mình có thể nhìn thấy nó trong ba lô bằng cái nút Y. Cái này là cái bếp à? Cái bếp thì có nấu ăn, mình bây giờ có thể nấu thịt heo gì này à, ba cái súp không. Cái này phải có công cụ mình nó mới làm được. Trời ơi, gác luôn nè. Rồi xong hết rồi. Bây giờ mình phải thu nhập 5 cái mạng nhện đó. Đây. Cái nhà đã nhận mình cái làm chủ rồi, tốt rồi đó.
Tôi bị thiếu ngủ ngày hôm qua cũng chưa có ăn cái gì nữa nên đang rất là mỏi mệt luôn. Bạn có muốn ăn mà cái súp nấm không? Có lựa chọn nào khác không? Không có đâu. Rồi ơi, giờ nó bắt mình ăn bị hay nấm. Nấm mọc trong nhà luôn. Đâu nó không đầy cái nữa. Rồi, súp nấm bây giờ một ý tưởng rất là tuyệt vời luôn. Không có cái từ nào thay thế cái việc đó à. Rồi, nên nó chủ yếu là hồi máu, hồi sức khỏe đó. Bây giờ chọn cái đầu bếp. Chọn cái mà công thức nấu ăn, sau đó bỏ nguyên liệu vô đây, rồi bắt đầu nấu. Ok. Cái nhà bếp. Còn cái công thức nấu ăn, ở đây nó cần là thảo mộc và nấm. Đây, thảo mộc đây. Tính đầu ăn mà nhận chứ. Bắt đầu nấu. Nấu xong thì mình mở cái ba lô lên, nhấn chuột phải đi sử dụng. Rồi, nó kêu mình ăn ở đây. Mình chưa có cái chìa khóa đi rời khỏi nhà nữa. Nên dùng cái rìu để đập cửa đi ra hả? Ăn. Lấy cái rìu, nhặt cái rìu và trang bị nó lên trên tay mình. Rìu ở đâu? Thật on. Nhấn nút tab để trang bị cái quýt menu offset. Là nhấp thôi chứ không có giữ. Bây giờ gắn cái rìu vô tay đã. Chấp bỏ mấy cái này. Không, không có phá được mấy cái bách trên tường đó. Bạn nó có cái bản vẽ chưa? Cái bản vẽ nó nằm trong cái gương đồ á. Rồi, có nhiều hơn một cái gương nào ở đây không? Cái nhà không có chìa khóa cửa. Ủa, vậy sao mình vô đây được? Ủa sao không nhặt được hả? Ba lô không ở đây đâu. Trời, nhặt một chỗ trái. À, cái này không tắt đèn. Cái nồi này thì nó có một cái khuôn mặt rất kỳ lạ luôn. Nhưng mà nó đang ngủ rồi, mình chưa đánh thức nó dậy được. Cái cửa này bị phá. Ô, tôi đã thấy bạn khá hơn rất nhiều đó. Tôi đến đây để kiểm tra xem bạn như thế nào sau cái tai nạn ngày hôm qua. Cảm ơn, tôi đã khỏe hơn rất nhiều. Em này đứng ở ngoài nghe thấy cái tiếng đồ vật bị đổ vỡ gì đó. Tôi đã làm ở đó. Đâu, cái nhà mới thì thế nào? Nó rất tuyệt vời. Rồi, mình còn phải xây dựng thêm rất nhiều thứ để mà cho căn nhà này nó trở nên hoàn chỉnh hơn nữa. Rồi, cảm ơn. Người dân trên đảo này sẽ giúp đỡ bạn rất là nhiều. Bạn có thể trao đổi bằng cách là những cái vật phẩm chào mừng người đó. Đi gặp họ thì tốt nhất nên đi ra ngoài và làm quen với mọi người. Bây giờ em này đã đưa cho mình cái chìa khóa này. Đây là cái chìa khóa dành cho bạn. Bây giờ để bắt đầu á thì tôi khuyến khích bạn nói chuyện với Gogot Ogake và Katsi. Katsanga. Gogot là ai? Gogot là một cái cư dân địa phương nào đó đang làm cái thợ thủ công mỹ nghệ, anh ấy là hàng xóm của bạn. Sống ở phía mà sâu quét hả? Là phía tây nam từ cái khu nhà của mình. Rồi. Anh ấy có một cái trang trại. Đây là mới là thợ thủ công nè, Gogot là cái thợ thủ công. Còn Hogakle này thì mới là hàng xóm của mình, có một cái trang trại ở hướng tây nam. Còn Katsanga, Katsanga sẽ trở thành bạn tốt của mình. Cô ấy là thực sự rất là tốt rồi. Cô ấy có một cái cửa hàng mà cây, cửa hàng này cái gì gọi là cái gì đó, chuyên bán ba cái cây cảnh, mấy cái mà hạt giống rồi đó. Rồi, cảm ơn thông tin đó. Bây giờ em này sẽ về đồ thị chính để tiếp tục làm việc. Rồi rảnh rỗi sau cái tai nạn đó, thì mình nên ghé qua cái bên cái mà trạm xá đó để kiểm tra trước đã. Hôm qua còn có lốc xoáy xảy ra nữa hả ta? Mình nên đến cái bãi biển mà chỗ mình xảy ra tai nạn đó để coi mà có thêm cái thông tin gì nữa không? Rồi cảm ơn. Rồi tạm biệt. Bây giờ em này chắc là trưởng làng ở đây, gọi là trưởng thôn á. Em nó sẽ đi về cái tòa thị chính. Ở đây mình có cái hòm thư nè. Trong mấy con game nông trại thì luôn luôn có cái thứ này.
Rồi cái điều để chặt gỗ. Mình cần phải sửa nó đã. Nó là cái gì đó? Nó là một cái bàn. Nó là một cái bàn dạng như là cái gian hàng của phù thủy rồi đó. Nó không mới lạ nhưng mà cũng không phổ biến cho lắm. Ở một cái cộng đồng nhỏ người ta dùng tiền á bằng cách là hỗ trợ lẫn nhau rất là nhiều. Nên mình ngoài tiền ra thì mình có thể mở các gian hàng để hỗ trợ rất nhiều thứ đó nữa. Mình có thể bán rất là nhiều thứ luôn. Hầu hết những thứ cái đề bán thì mình để trên đó. Thì chắc là dạng như mở cửa hàng rồi buôn bán trao đổi thôi. Mình mở cửa hàng bán nhưng không có nghĩa là người ta sẽ lại phải mua nó. Họ chỉ cần nó khi là lúc nào cần thôi. Họ chỉ muốn nó khi mà lúc nào họ cần. Mình có thể bán là mấy cái bùa hộ mệnh nào, rồi là bùa nào, rồi bùa hộ mệnh đó nè. Bùa này chắc là mấy cái đồ bùa khác như là phép thuật hay bảo vệ gì đó. Rồi đây là cách để mình kiếm tiền rất là nhiều, cũng như là cái cách chính để mình xây dựng các mối quan hệ với những người dân trong này. Rồi được rồi, nói nhiều quá. Rồi nhiệm vụ của mình bây giờ là sửa cái bàn phù thủy này, nhưng mà sửa bằng cách nào? Không sửa được. Rồi đây là phía sau nhà của mình, nguyên một cái khu rừng luôn nè. Lụm được rất nhiều thứ luôn nha. Đây là cái nông trại của mình thôi. Trái tim tôi rất là đau đớn khi nhìn thấy nó hoang tàn như thế này. Nếu bạn là chủ nhân của Gitgot rồi thì cái nông trại này cũng thuộc về bạn luôn. Nó sẽ trồng một số cây ma thuật để phát triển nó. Con gì nó nè, con gì đang chạy nè, hai con luôn, một con xanh với một con vàng. Rồi bây giờ mình phải dọn dẹp cái chỗ này trước đã. Đặt luôn cái gốc cây này chúng ta. Không có đủ đồ trong là cái ba lô, cái đây bỏ mấy bớt mấy cái này vô, mấy cái này chả biết là cái gì, cứ quăng hết vô đi. Rồi lại có nến trong người đó, có nguyên cái một gác nữa cả. Cái này là cái gì ta, một cái trang sức cho mình 20% 20 năng lượng tối đa, giá 500 ngàn. Cái này chắc là trang bị đem người thôi. À đúng nè, nó đeo vô nè. Bên này là bản đồ. À đây, nhà mình đây. Ở Tây Nam có một cái trang trại là nhà của Hogarth Lair nè. Cái cửa hoàng hoa. Đây nhà của Gurgot Workshop nè. Bếp thao thư viện. Cái bãi biển hướng đông hôm qua mình gặp tai nạn thì có thể là chỗ nào đó chỗ này. Dấu vô. Cái này là cái cối xay lúa. Cái này là cái này đó à. À này là gì mèo, cái nơi chắc là để như cái cầu nguyện vậy đó, bệ đá cổ đó. Nhìn thấy cái bệ đá cổ này chứ, nhớ cái chỗ này không, ngày nào đó thì nó sẽ hữu dụng cho bạn đó. Rồi nói chung bây giờ chưa có biết nó là cái gì đâu, mình vẫn còn bị giới hạn nhiều lắm. Cái này là cái gì đây, dưới đất có tờ giấy, hạt giống cây trồng gì đó. Bây giờ lấy được cây này rồi, chắc lắp xuống tay ở đây. Xót. Cái này để đây, nhấn EG. Di quy với E. Nó có ngay đâu. À như thế này thì nó ngay nè. Rồi chúng ta có một cái ấy nếu chuột trái không phải như này, sắp xếp lại. Rồi bây giờ làm cái gì đây, chúng ta ở đây có một cái cuốc nè, rất là nhiều loại thuốc luôn. Thế nhưng mà một cái đống gác thì nè, nhà với chân cửa. Cái sẵn này thì chắc để mà đào ba cái đất đá này thôi. Đây nè. Không nào rảnh này đâu.
Bây giờ đi xuống nông trại ở trong này đi, đi vào hướng mà này, đi thẳng luôn. Này, thẳng hướng này có một cây cầu bắc qua sông là gặp ông. Đó. Cái cầu này gãy rồi. Bây giờ mình đi cái đường ở dưới này. Quẹo trái, quẹo cho trái 2 lần. Quẹo trái xong quẹo phải. Vậy là mình có thể đi cái đường dưới này thôi. Trái xong chỗ này mình quẹo phải nè. Đúng đường này không? Không. Đúng đường rồi đó, đi thẳng thôi. Con này con gì thế nào? Có một sừng á. Không đánh nó được nha. Con này kẹt chú đá rồi. Ông nào đẹp con game này. Trời ơi. Đặt cái lệnh get bao ra mà không có dataset như thế này à. Đúng nhỏ luôn. Không xài được. Cáo nữa nè. Như cái khu vườn sinh thái vậy ha. Kìa trang trại của ông kìa. Nè cái animation nhảy anh em nhìn nè. Chào hàng xóm. Đây là gương mặt mới phải không? Tôi tên là Upkill. Trời ơi giờ mình mới biết tên nhân vật của mình đó. Một cô gái trẻ. Nói với tôi tại sao sao bạn mà sao cô lại sống ở đây? Gần đây thì ông này ông nhìn thấy cái ánh đèn ở chỗ gần nhà mình nó sáng luôn, mắt tinh. Tôi ghét le à, xin lỗi tôi quên mất, để hãy suy nghĩ quá, tôi đúng là không ghét le đây. Cũng cho mình 10 cái hạt giống như cái lời mời hàng xóm vậy đó. Ở bên mà phương Tây á, cái văn hóa mà mỗi khi có hàng xóm mới á, thì mấy người xung quanh họ sẽ đem mà lâu lâu đem một cái phần quà đó lại tặng rồi đó. Đó. Thì đây cũng là một ví dụ luôn. Ông này có quét cho mình nè, không có dấu chấm than nè. Trông có lo lắng cái gì đó. Tôi rất mệt khi phải chuẩn bị những món ăn yêu thích của mình. Hầu hết là nó bị cháy thành than hết rồi. Bây giờ gần đây chỉ ăn bánh mì thôi nên không có sức làm việc nữa. Không thích cái món ăn gì. Với một người nông dân bình thường á, thì nó là cái món trứng ốp lết. Rồi. Rồi ông đưa cho mình cái công thức nấu trứng ốp lết nè. Chắc mình phải đi nấu cho ông thôi. Học được, cần phải học công thức đầu tiên đó. À mình học cái gương nhấp chiều phải để sử dụng. Bây giờ mình biết được công thức gắp cái gương rồi. 6 gỗ 5 đinh. Nhà của ông có gì để lút không? Có giếng và cây cỏ thôi. Cái này chắc nhà vệ sinh đó. Nhà gì đúng đơn giản luôn ha. Cái gian bếp rất là nhỏ gọn, còn đối diện là cái phòng tắm luôn nè. Bên này có phòng ngủ với mà có phòng đọc sách giải trí. Trời ơi, căn nhà rất là đơn giản luôn. Sống là cần kiệm dữ thiệt. Này gì đây? Là cái lựu đạn nhà nó mất máu luôn. Cái này cái nhà ông. Mình nên cần một cái lỗ rỗng nào đó vô đây hả? Gì mà tiếng thở thấy ghê vậy này hả? Này con là tắc kè hoa. Này giống một cái tàn tích cổ rồi đó. Bên trong có mấy con thú này, mấy cái con giếng nước, con gà. Đấy. Mình bắt nó được nè. Bỏ nó xuống giếng được không? Con này bắt được không? Không. Rồi nó thành con bồ câu luôn rồi.
Ừ. Thôi thôi cái này qua dùng đất mới rồi, quay lại. Bây giờ mình đi ra cái bãi biển hoặc là đi ghé thăm hàng xóm mới rồi đi sang nha. Bên đó có mấy cái nhà nữa kìa, ghé qua thăm hàng xóm luôn. Chào anh Trọng à, nhìn cái tướng à, BD quá ha à. Tôi đến đây để chào. Đây là tôi cái nông trại này thôi à, đây cửa hàng mà tới vô gu tu lóc á. Đây là cái tua lốc của bạn là trông nó rất là đẹp đó. Ổng đang chuẩn bị những cái con tua lốc là để chuẩn bị cho cái đường đua của nó. Tua lốc là cái con gì? Ổng cho mình ba cái lông nè, hy vọng nó sẽ góp một số cái lông nè. Tua lốc là mấy con này hả? Mấy con tua lốc nè, nó chắc dạng giống như ngựa đua vậy đó. Thôi về 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 về. Cháu. Đấm nó. Chơi mà fan quơ ghét là nhìn con gì cũng đấm nó cho nó. Được một số cái quặng này nè, quặng như pha lê á, nhà mình đó kìa, phía bên phải là đường cục á, cục rồi thôi. Bây giờ vô dòng thị trấn đã, coi có cái gì giống không. Kỷ lục mới hả? Lúa. Bây giờ đi thẳng ra cái đường lớn đó. Xong rồi xuôi theo cái đường này, xuôi theo cái đường đây thẳng vào bên thị trấn. Thỏ nào, cái này là cái bản thông báo, thỉnh thoảng trên cái bản thông báo sẽ có một vài cái mẫu tin tức nhỏ nói về cái cuộc sống ở đây, mình có thể nhận nó và báo cáo gấp cái thẻ từ lóc gì nào. Bây giờ nhiệm vụ của mình là 7 ngày phải kiếm được là 9 cái bông Lubin đó. Lubin là cái gì có ai biết không? Nhận đi. Cái này là lấy thảo dược 7 ngày cho Valita. Lavender X8 Valita. Lubin chứ mà Abita. Không phải mấy cái này rồi. Thôi chết tôi rồi. Còn mấy gì không à? Trễ 7 ngày sau mình sủi luôn. Nhà cái cửa hoàng hoa là chắc của mày em cách sanh ra. Đúng rồi. Này, chào cô bé. Tên của tôi là cách sanh ra. Tôi đang là điều hành một cái cửa hàng hoa trong thị trấn này. Tôi là Bill, rất vui được gặp bạn. Trông như là bạn là một cái phù thủy đang đồn đoán ở bên ngoài thị trấn phải không? Rồi, đúng rồi đó. Ồ, chị này cao phết đó chứ. Tướng ngon nghẻ luôn. Đây là món quà chào mừng. Chị đó nhìn mặt căng quá vậy. Camera game này lâu lâu nó dôm vô xuyên người thấy ghê. Coi kìa trời nào. Lâu lâu nhìn xuyên quá. Có cầu pha lê à. Sao mình lại hỏi nó. Mình nghĩ là chị này sẽ biết cái gì đó thôi. Linh cảm tốt đó. Nhưng linh cảm này thì nó không chính xác đâu. Phải ghi cái gì ép ghi ta sống ở bên ngoài thì thành phố này cô ấy ở trong rừng có thể biết gì về cái điều gì đó về cái quả cầu vai lê đó, có dấu chấm than gì đó đó. Đợi đã, đây biết mình là phù thủy nên em nó sẽ nhờ mình giúp đỡ một cái gì đó, nói những kỹ năng phép thuật phải không, cho tôi một số gợi ý đi.
đã là từng có một cái phù thủy ở đây trước mình nữa. Cô ấy thì có thể hồi phục cái sự sống cho mấy cái động thực vật này bằng một cái loại thuốc đặc biệt nào đó. Tôi đã nghe đến cái thuốc này ở học viện rồi, nhưng mà tôi chưa có học được có gì công thức nên không biết có thể giúp được không. Đừng lo lắng, tôi đã có công thức đây. Tôi đã lấy một cái của cô ấy xem như một món quà. Rồi, khi nào mình học nấu trứng ốp lết cho mà một cái ông ở nông trại, sau đó mình học cái cách chế thuốc là cho em này. Mấy cái phòng này không vô được, vô phòng ngủ cái chị được không? Không, chị này gắt quá, không cho mình vô rồi. Tướng tá gì cao phết đó chứ, coi body chỉnh chỉ nữa chứ. Mình là sao nhỏ xíu vậy đó. Đang học phù thủy mới ra đời nên chắc khoảng là 18 hay 21 tuổi à. Chị đó là trưởng thành hơn một cái phù thủy mới đúng không? Rồi đúng là tôi đây. Tôi là ma vô. Ma vô là cái người làm dạng như là mấy cái đồ gỗ đồ mộc gia dụng á. Đây, ông tặng mình một số cái đinh xem như món quà cho mình gặp mặt. Cảm ơn rất nhiều. Tặng gì không tặng mà đi tặng đinh anh. Nếu một thủy thì tôi sẽ cần gì? Bạn là họ mộc đúng không? Cũng vậy, có yêu cầu gì không? Mình cần phải sửa một cái bàn gọi là cái bàn gian hàng á. Rồi, chỉ cần một số cái vật liệu thì anh này có thể sửa được bằng 20 cái mảnh gỗ. Nếu thu đủ nó thì đến đây. Anh cũng bán đồ luôn nè. Này là sửa cái giếng nước. Này nâng cấp cái ghiều của mình lên. Còn phải có cái đồ đồng gì nữa. Mắc vết đó nha. Nâng mấy cái sẻng đào tưới mấy cái liềm cắt cỏ đồ đó. Đây là mình có thể nâng cấp lên mà cái bàn bán đồ của mình. Cái gian hàng cần phải có cái này. Bên này mình có thể mua luôn. 20 gỗ là 200 đồng á. Gỗ nhà mình thiếu gì? Đâu còn mua đâu, tí về đấy. Tôi không thể tin là người cư dân ở đây lại thân thiện đến như thế này. Này chắc khách du lịch tới đâu vô. Này là gì đây? Giống cái thư viện quá vậy. Đúng rồi, cái thư viện nè. Có cái đồng hồ ở phía trước á. Có cái đồng hồ ở trước mà không phải à, có quyển sách. Nói về con đe. Con đờ ghe. Là cái con nãy hình. À không phải, con mình thấy trong rừng nó có một sừng á. Con này những cái linh hồn thực vật không rồi hay đó từ trên cũng có nữa trên chả gì cả con gà đỏ với con gà xanh mình có thể nuôi gà ở trong cái nhà này phòng giữ giết tù luôn á nhanh chắc là sau này có cái tính năng gì mới á, thì mình có thể đi vô đó để mình vô cái thư viện này để mình coi cái gì đó. Bây giờ ra bãi biển tính ra anh ra bãi biển mình đi đường nào ta đây đi lên cái thành phố ở trên này luôn trên này còn một cái thành phố lớn nữa cây gì đủ màu sắc nhìn vậy nè game này đồ họa là tương đối đẹp thôi chứ không đến mức quá chất lượng. Xuôi theo cái đường này nó có một cái dốc cầu đi xuống ra cái bãi biển cái đi bên đây đây cũng đẹp quá à. Rồi biết rồi cái câu đó nói gì Trang nãy luôn NPC không có câu nào mới à cho em mình tướng đi nghiêm cái gì nè. Chuối ở cái không phải cái này là dạng như bánh sừng bánh bồng vậy đó đúng đường ta thẳng chỗ này về phải là đi xuống đây có cái cầu ra chỗ bãi biển nè. Ủa đâu phải mình phải cái chỗ mình bất tỉnh ở đây không ta không còn chỗ trống trong ba lô nữa.
Phải, hôm qua mình mới tỉnh rồi mình cho dạng vô chỗ này, từ chỗ này không? Cua, cua. Không bắt được. Trông giống như là có cái gì đó từng tồn tại ở đây rồi. Tôi nghĩ cái đó dạng như cái trụ teleport á. Ủa? Này dạng là Wikipedia để mình giải cứu mọi cái em đây. Cái này những nhân vật nè, là thị trưởng ở đây, một cái người phụ nữ có quyền lực luôn. À, game này là mùa này mùa tươi tươi sáng hả? Mùa này mùa bão à? Mùa này mùa thu hoạch, mùa này mùa đông. Vậy là con game này nó chỉ có là một tháng á, thì nó có 20 ngày thôi, nhưng mà nó có 6 mùa. Một tháng là coi như là 6 tháng á. 20 ngày dự khoảng 120 ngày là một năm. Nó chia ra thành rất là nhiều mùa nè, rồi thêm từng trăng nữa. Rồi cái này là ba cái chú phúc, ba cái gì đó gọi là cái gì, nói chung là dạng như cung mệnh thiên mệnh vậy đó. Game này tới đó thì mình có thể tặng quà để tăng cái mối quan hệ của cái nhân vật như thế này. Rồi tôi phái em cách sanh ra nè, tướng tá căng đét luôn, có hình xăm trên tay rất là đã nè. Đây là những nhân vật mình đã gặp thôi. Ông này ông thợ nãy, anh này anh BD ở dưới kia nè, là BD là tôi lót mà. Này ông thợ mộc, nông dân, y tá, thị trưởng là lên được max team luôn nha, 10 team luôn. 10 team thì tôi không biết có kết hôn trong game này không. Tìm kiếm ở xung quanh cái bãi biển nè, nơi của mình nằm ở đó. Có khi ở đây không? Nè, cái cây linh hồn nãy mình mới động đó nè. Chạy á, chạy á, không làm gì được nó. Chỗ này nó không xi nhê với ta. Không, mình tương tác được thì nó đúng cái dụng cụ đó, mà không biết sao mà nó không có xi nhê gì hết nè. Hay là trời ơi, tính nói là phải nâng cấp lên nữa. Nọ thuốc sức mạnh tăng 40% sức mạnh của mấy cái công cụ trong vòng 40 giây, bèo quá vậy. Cái này là cái điện thờ những cái con pha chibi này, nó thích những món quà như thế này. Si quét hả? Chưa có cái nào cả. Cho nó thử cái này à. Rồi ngày mai mình sẽ quay lại đi kiểm tra coi có mà được cái gì không. Chỗ này đúng cái bãi biển mình mới tỉnh rồi phải không ta? Tàu bè anh gì bể bánh nhưng không ai dọn nhanh nè. Chi quýt nè, đem lại cho nó được không, đổi bằng quà được không. Trời bắt đầu chiều tối rồi, 17:45 rồi. Cầm cây rìu đi gặp mấy cháu đó. Giờ này có đèn pin không ta? Đốm. Đốm đốm này không bắt được. Ghế này nó cũng không cho mình ngồi nữa. Mình phải tìm cái gì ở đây đó. Trời ơi, rồi nó chơi đồ đề khác. 200 đồng. Thằng nào bỏ tiền không ngay bãi biển vậy. À đây là những cái công thức phép thuật của mình mà lúc bị rớt vô rồi nó rơi xuống đây nè. Cái cảnh này, đây là gậy phép của mình đó hả. Rồi còn nửa cây hả.
cái gì nè, định mệnh đã gửi cho chúng ta một cái phù thủy, cô ấy sẽ chết sớm thôi. Sao mà nói câu đá đép dữ vậy ta, chúng ta có thể cho cô ấy một cơ hội nữa, nhưng nó không phải là miễn phí. Tất nhiên nó không phải miễn phí, không có gì là miễn phí cả. Bạn nghĩ cô ấy có thể nắm lấy nó hay không? Mình phải có được cô ấy, phải có được nó, nếu không thì sẽ không thể rời khỏi hòn đảo này được. Nói chung là định mệnh của mình lúc hồi mình trôi dạt vô đây đó. Hai em kia có nói một câu á, không biết là may mắn hay là định mệnh đưa mình đến đây đó. À không, cái đó hồi nãy không phải là cái giấy phép của mình mà như cái chổi bay. Rồi vẫn chưa biết cách sửa chữa nó làm sao cả, cứ lụm đồ tiếp thôi. Còn sót tờ nào nữa không? Trời, cái chổi của mình nó hành tung té trên này rồi. Cái nón của mình nè, cái nón phù thủy của mình. Ôi giời ơi, tay cầm ghiều đi. Cái này có dân du lịch họ lại cái thị trấn này rất là nhiều luôn. Nhưng mà sao mình không thấy rời khỏi hòn đảo này không biết nữa. Lên tàu đi về thôi. Đi, có cái web gì ở đây nữa nè. YouTube. Tôi là Abil. Tôi là YouTube. Vũ Tú. Giúp được gì không? Trời ơi, đừng lâu lâu mà dôm camera vô cái đầu ấy ghê không. Rồi, đang tìm chỗ thư giãn giải trí này thôi. Không cho mình mấy cái công thức mà nấu cái mà nấm cá, súp cá. Chắc là dân ở bãi biển. Cái gì này à? Ơi sao không lên? Đang đứng giữa đường có một cái đứa cầm ghiều nào đó, nó chạy lại, nó nhảy tưởng lên tưởng. Thời gian mở cửa là 10 giờ đến 18 giờ. Bây giờ về nhà ngủ quá. 10 giờ đến 17 giờ dân ở đây ngủ sớm à, không có mà kinh tế đêm như ở Việt Nam mình. Mình đang ở đâu đây? Đi đường bãi biển về nhà cũng được, đi thẳng đi. Về bằng đường bãi biển luôn. Phù thủy biết bay mà, bay đi. Trời ơi, phù thủy nhảy trên xuống mất nửa cây máu. Đúng rồi, đường này đi đâm ở đây là lên thẳng nhà mình luôn á. Rồi được rồi, tắt cái máu đi. Cười thở rồi. Hướng đông, hướng đông. Hướng này. Sao này có đánh chữ ít gì lên đây vậy ta? Ủa? Không có cầu. Mấy ông kìa. Ôi vãi, ông cũng mà đánh mình đó. Mình hồi nãy là có mấy cái hạt giống nè. Đây có 10 cái hạt giống nè. Nhưng mà để trồng hạt giống thì trồng làm sao? Đây là mấy cái hoa cỏ mình khám phá ra được. Cái này động vật, cái này là nấm, cái này là kim loại.
Cái này mấy cái loại thuốc cơ bản thôi, còn mấy này mấy cái công thức hồi nãy mình đi mình lụm được khá nhiều nè. Mình phải chế cái trứng update cho cái ông nông dân thì nó cần là dầu, hai cái củ hành, cái số cái trứng. Cái này lấy cái gì mà chế được đây? Giá bán của mình. Cái này là sao ta? Hình như là cấp bậc hay gì, cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 á. Tầng thứ 4 cái bậc cấp á. Trắng, xanh lam, vàng, tím. Cái này là photo dạng như là chụp ảnh kỷ yếu. Mình trồng thì trồng được cái gì ta? Trồng chỉ trồng được đồ ăn thôi chứ. Lấy sáo gỗ và năm đinh trở thành cái người đầu tiên bui mà. Sáo gỗ thì cứ chặt cây thôi. Mình còn 10 thế lực, mỗi cái hành động của mình là tốn 2 thế lực. Rồi gỗ mình nhiều lắm, bây giờ xây thì xây thế nào ta? Nút tab bấm vô đây xây được cái gương, thiếu 5 đinh nữa, thiếu 5 đinh, chết rồi, có 3 đinh à. Đinh của mình nó đi đâu hết rồi ta? Mấy cái bông này bỏ luôn đi, cây còn hóa gì thì chổi gãy bỏ vô luôn, lấy cái gỗ ra, gỗ với mà đá chắc lấy ra ngoài, đá của mình đâu ta, nắm lấy ra luôn nè, thảo dược nè phải không? Không, này hạt lúa, đây là cây cuốc. Và lụm được cây cuốc này mình mới bắt đầu làm nông được. Sử dụng cây cuốc làm tơi đất đầu tiên, rồi sau đó chọn cái hạt giống để lên cái whip mình này mới thả vô đây. Hạt giống thì nó cần trồng theo từng mùa, ở đây có 6 mùa hồi nãy như tôi đã coi nè. Thì đây các loại nó như cái cà gót này chỉ trồng được 2 mùa này thôi. Thu nhập khi thu hoạch đó, thì mình cần phải tưới nước nó thì xong thu hoạch. Đóng hạt giống luôn. Giờ cầm cây cuốc, trồng hay trồng đất, trồng mấy cây này thì bắt đầu ở đây đi, đào lỗ tốn 2 thế lực đó. Dính cục đá này khó chịu. Ô, đập cục đá này nó ra được muối luôn nè. Muối thì thường chỉ có là ở biển thôi nha, chứ mấy cái đá trên cạn như thế này không có muối đâu. Hết stamina này, mình phải đi ngủ. Rồi đi ngủ. Cái giường của mình bên này á, để hàng chục trái đi ngủ. Rồi xong một ngày làm việc vất vả phù thủy của chúng ta, ngày đầu tiên của cái mùa lâm này, làm quen được với 2-3 cư dân ở thị trấn Ba Gửi, nhận được 400 tiền. 400 tiền đó là tôi đi lụm mót ở trên bản đồ đó.
Game này lâu lâu có tiếng thở dốc mà nghe căng phết đó chứ. Mười hai mấy cái đồ linh tinh này vứt hết vô gương đi. Đó thì chắc mình phải tưới nước nữa. Ủa tưới cái là chưa đủ hả? Phải tưới hai lần luôn. Trời, con game nó làm mệt. Đúng khổ luôn. Là anh em tưới một lần thì nó gần thôi, vậy tưới một lần được rồi, hết nước rồi. Nước thì chắc lấy ở bờ sông dưới này có cái thác nước kìa. Giữ chục trái, cái giếng nước của mình làm lên thì nó mọc ra ở đâu ta? Không biết sau này có tưới tiêu tự động không á, không thấy cái giếng đâu hết. Phải tưới hai lần mới được. Rồi, tương đối ổn rồi đó. Bây giờ mình đem gỗ ở bên kia. Sao mà ngủ giấc hồi có hai ba mươi mấy thể lực vậy nào? Đi ra mấy con ong. Nguyên thỏ nữa nè. Em này thở dài xuống luôn nha. Điều này cơ bản ban đầu thì tương đối ổn, chưa thấy có quá nhiều thứ nào đủ sức mà gây sức hút cuốn mình. Rồi anh ngồi ghế rồi. Cái này bán bông bán hoa. Dân ở đây nó làm cái tư thế đứng yên như thế này, animation con này công nhận kém thiệt á. Ủa này đâu phải là ông thợ mộc đâu, rồi ổng đâu? Đây ổn rồi, sau này đây. Sorry, đã đến trễ, thầy gọi. Ủa là sao? Gỗ đây đủ mà. Tôi đâu có hỏi về cái chổi. Hỏi về nhiệm vụ là sửa cái bàn mà.
Ừ. Bùi tôn này là cái gì? Mình có hai cái thôi. Này là này có luôn cái lò rèn nè. Công thức chế tạo lò rèn. Thùng ghế. Nhà xanh. Chưa có quặng đâu. 10 cái gỗ này á. Này mua luôn cũng được. Có công thức thì sau này mình làm. Phân bón 5 gỗ 1 đinh. Rồi, mình phải vô đây đặt lịch cho ông. Ông đi ông sửa cho mình cái bàn. Đâu có đi không ta? Hay là mình về là thấy nó sửa xong rồi. Đây là chắc cái nhà kính hồi nãy trong cái công thức mình mua rồi. Đó nó dạng dạng như thế này nè. Vườn hoa của em cách xanh ra đẹp quá. Đi một đống nhiệm vụ mới luôn. 10 cái mà vỏ sò tulip à. Camera lâu lâu nó dí vô mặt ghê hay ghê. Ủa, mình đâu đờ cái là sửa xong luôn nè. Anh này làm việc nhanh nhạy quá nha. Học 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 học. Cây của mình nó lâu lắm chắc mới mọc lên nổi. Này là cái gì? Cái này nước sơn màu xanh để chắc để sơn nhà thôi. Bút này đem ra bán luôn. Nến. Cái này tí nữa chế cái kia nè. Mình bây giờ mới chế được hai cái thôi. 5 đồng để chế được cái ghề. Đồng thì chắc nó cũng có mấy mỏ đây thôi. Đây, chắc cái đỏ đỏ này quá. Không. Đây 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 đây. Nó cắm lá cờ màu đỏ, đây là cái gì nữa? Này phải đồng không? Đúng rồi. Chấp hết đi được rồi. Mới ra được cái hai cục đồng à. Hết thể lực rồi. Vừa đủ luôn. Vừa coi mình nấu được cái món gì nữa không? Đây là cái nồi chế thuốc của mình nè. Nó vẫn còn đang ngủ, đang ngáy o o kìa. Con mèo này nó vẫn đang nhớ về những cái điều của cái những người chủ trước đây của nó. Làm sao để sử dụng được cái bình này. Nó tên là cái gì đó à? Nó không phải là cái vạc bình thường thì tất nhiên rồi. Tất nhiên là cái vạc bình thường nào mà có cái khuôn mặt là đang ngáy o như thế này. Nhưng mà không biết nào nó mới hoạt động được thôi. Bây giờ nhiệm vụ của mình là đánh thức cái nồi này vậy. Mình chẳng có gì cả. Bây giờ bán cái thuốc này giá 300. Cái gì cũng bán được anh em ơi. Tăng tốc độ trong 1 phút. Chưa có ai mua hàng cả.
nhấn chuột trái chọn cái item fix sale đó. Rồi đây là những cái người độ nổi tiếng của mình càng nổi tiếng thì càng nhiều người ghé qua hơn. Đâu có fix sale đâu ta, chưa có sale được. Đây là cái gì? Đã bản thống kê thôi. Còn cái bàn này thì sao? Bàn này đến nhà đi. Không ai mua ở trên gì trời. Ế rồi. Có email mới nè. Đây anh tặng cho mình 15 cây đinh luôn. Bởi vì cái mà ba lô của mình vui rồi nên anh gửi một hộp thư cho mình. Anh Thợ Mộc. Bây giờ kiểm tra sức khỏe của mình. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng về cái vụ việc xảy ra hôm qua đến cái chạm sáng của tôi. Tôi muốn kiểm tra cho bạn lại lần nữa. Đừng có để tôi đợi quá lâu. Còn em này em đi tá. Đi ra bệnh viện kiểm tra thôi. Con này nó thích củ hành seaweed thì bỏ kia hết này cưng ơi. Thằng đó thằng nào có dấu chấm than nữa kìa, nó đi thẳng lên cái bồn rửa mặt luôn. Cái giòi phun nước luôn. Thì đúng rồi, bệnh viện nè. Rồi chị thôi, đây. Tăng lên một tim. Tôi đã nhận được thư của bạn rồi. Rất vui với lời mời này. Phù thủy thì thường bỏ qua những cái lời cảnh báo về cái y học cổ truyền truyền thống như thế này. Họ tin vào phép thuật của bản thân nhiều hơn. Bởi vì phép thuật tốt hơn khoa học. Ai mà nói câu này với một bác sĩ như thế. Ừ. À, mình là phù thủy vẫn rất là biết điều đó nha, tôn trọng nữa cả mọi thứ. Bây giờ bắt đầu với bài kiểm tra của mình. Cái anh cha vui vậy. Bây giờ em nó kêu mình ăn cái này hả? Giá 1.000 tiền, trời ơi. Ăn. À, tăng được mana tối đa lên 10, ngon rồi đó. Là một bác sĩ tôi biết là tất cả mọi người trên cái hòn đảo này. Nhưng tôi cũng tôn trọng cái quyền riêng tư của họ luôn. Đừng có hỏi nhiều về cái vấn đề đó. Tại sao? Ủa ăn rồi làm sao nữa? Cái quét này. À xong rồi nè. Bây giờ đi lấy 6 gỗ 5 đinh về mình sẽ chế cái gương đồ đầu tiên ở nhà. Anh Thợ Mộc có nhiệm vụ mới cho mình. Ê, mana của mình nó lên 112 luôn rồi kìa. Có ai mua cái gì không gì trời. Không ai mua cái gì luôn á. Game này chơi hồi chóng mặt quá à, rối loạn tiền đình á. Rồi, cái này nãy học rồi rồi. Mới có 8 đá à.
Được nhiêu đá ta? Đập đá, game đập đá có người xin ăn luôn. Animation con này làm cứng quá, quá cứng luôn. Cây mình còn lâu lắm mới lớn, cây này thì chắc là 5-10 ngày nữa nè. Nó lên được một núi rồi nè, khoảng 10% rồi nè. Cái công thức về mà cái gương hồi nãy mình chưa có học đó ta. Đó. Mười gỗ mới ra được tro, chỉ mới tạo được cái tro thôi, chưa có tạo được đồng rồi. Tôi tưởng cái lò rèn. Ủa không có công thức mà chế cái gương á. Giá xăm lầm độc. Thôi, game này chắc chơi đến đây được rồi. Có thời gian thì chơi thêm. Không có photo mod hết à. Nhìn animation nó cứng đơ luôn, không giống như vườn gạo quá. Như này đồ họa thì tương đối ổn đó. Xây dựng cái thế giới bố cục thì cũng khá là tốt. Animation thì rất là cứng. Nè, lâu lâu anh em thấy có vật thể như cầm cái này nó xuyên qua người nè. Rồi, hôm nay chúng ta chơi đến đây thôi hả? Có thời gian chơi tiếp, quên đó, vô ngủ nó mới xếp. 4 giờ chiều đi ngủ được rồi. Coi, bye anh em, có thời gian tôi sẽ chơi tiếp game này.